Hello hello anh em hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2024 nha anh em nhé Hôm nay lực luật máy cưa bọn em lại xin dọn và giới thiệu cho anh em một lô máy cơ xích Anh em nào đang cần tìm một chiếc máy cơ xích thì có tham khảo thử cái lô này xem có ưng ý con nào không nhé Trong lô ngày hôm nay thì toàn là những hàng VIP hàng chất lượng cho anh em thôi và giá cả rất là vừa phải cho anh em Và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc cạch gì trước cả Anh em nhận hàng kiểm tra hàng đúng máy trên video thanh toán là được anh em nhé Đấy không bắt anh em phải cọc trước đâu anh em Nên là anh em mua bán hoàn toàn yên tâm về bên em nha Và đánh dấu trong ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ H này H1, H2 cho tới H9 Đấy ờ, Đây thì có những cái con máy mà cả hàng chúng em sẽ giới thiệu chi tiết qua Và có giật tét nổ từng con máy một nhá Đó nên là anh em mua bán thì hoàn toàn yên tâm về bên em Tại sao mà đánh dấu ký tự là lô chữ H đây để thuận tiện cho anh em khi anh em đặt hàng ví dụ là anh em ưng một trong số những cái con máy này nhưng mà không biết tên con máy là con gì thì anh em liên hệ cho bên em nhé thì cần thông báo là anh muốn mua cái con hát mấy hát mấy là được anh em nhé đấy tránh tình trạng mà anh em đọc tên máy thì cả chúng em rất khó phân biệt và không biết là anh em muốn lựa cái con gì thì rất là khó mua bán đấy của anh em anh em chỉ cần đọc cho em là anh muốn mua cái con hát mấy là được anh em nha và bên em thì sẽ bao ship cho anh em khi anh em mua bán của bên em rồi và trong lô ngày hôm nay thì có riêng cái con H1 và con H2 em sẽ giới thiệu qua nhá Hai con này thì nó là hàng máy mới 100% uh, Để dành riêng cho các anh em nào mà kinh tế thấp, hạn hẹp Cần một chiếc máy cơ xích giá rẻ vừa phải Nhưng mà uh, đáp ứng đủ các chức năng cho gia đình nhà mình sung Đó, anh em nào mà sử dụng ít, uh, kinh tế hạn hẹp Cần một chiếc máy cơ xích hạt rẻ mà chất lượng mà ok một tí xíu Đó, thì tham khảo từ hai con này nhá Còn từ con H2, cho à, từ con H3 cho tới con H9 là hàng máy nhật bãi 100% Riêng con H1 này là máy cưa mini Đấy, con này thì chỉ nặng khoảng 3kg thôi anh em Đó, đang bám cho anh em với cái giá rất là vừa phải luôn Báo ra giá rẻ nhất thị trường cho anh em luôn Bên em thì bán là gọi như là lời lãi tình cảm là chủ yếu anh em nha Đấy, không lời lãi gì nhiều đâu ạ Riêng con này cửa hàng chúng em bám để xả cho anh em 1 triệu 250 thôi Đấy, 1 triệu 250 nha Con này thì nó là hàng mini cho anh em về cắt cành tỉa nhánh này Đó, cắt cành tỉa nhánh anh em nha à, Con này thì lam của nó thì dài mặt cắt là được 30 anh em được khoảng hơn, hơn 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 găng tay găng rưỡi thì đó có núm hơn sang phụ đầy đủ này cân nặng khoảng 3 kg cho anh em về cắt cành tỉa nhánh hoặc là anh em nào hay leo trèo trên cao cắt tỉa gọi như là cây cảnh đồ linh tinh nhá anh em cần một chiếc máy cưa mini đúng không mà kinh tế đang hạn hẹp thì con này khá là vừa phải nhá một triệu hai năm mươi bên em lại còn bao ship cho anh em nữa tiền ship bây giờ cả gần trăm ngàn rồi đấy là tính ra là con này thì nó chỉ khoảng hơn một triệu thôi anh em nha rồi ra test nổ cho anh em nghe qua này đó anh em thấy chất lượng chưa? Riêng cái con này này thì nó còn có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em đấy nhá. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết này. Và con này à, đến nữa hỏng hóc phụ tùng ở chỗ nào cũng có bán cho anh em luôn. Anh em không cần phải lo. Chỗ nào cũng có phụ tùng gì con này để sửa chữa và và thay thế anh em nhá. Vâng và nếu mà anh em nào mà cần một chiếc máy cưa hạt rẻ nữa đây. Hạt rẻ nhá. Thì con này thì nó là hàng công suất to để cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng khai thác. Đấy, con này thì nói chung là anh em nào về mà cắt gỗ to đây, cắt hạ gốc cây đủ linh tinh nha. Thì hôm nay lên cho anh em con Nakata này thì giá nó vẫn bán cho anh em rẻ nhất cái thị trường luôn. Tại vì tại sao mà em lại có cái giá thành rẻ như thế này Bởi vì cái thứ nhất là em sẽ nhập được tận xưởng sản xuất Luôn không hề qua tay trung gian nào cả Nên sẽ có giá thành rẻ nhất cho anh em Và toàn bộ máy móc của bên em sẽ bao cho anh em bảo hành cho anh trong vòng 6 tháng sử dụng Đó con này một triệu sáu nha Có trục giật đầy đủ này Đó, Trục giật trợ lực Nakata này À, chụp giật trợ lực con này thì công suất to để chuyên để phục vụ sử dụng khai thác nhá con này thì cắt gọi hạ gốc cây đi ạ à. công suất của con này thì to khỏe công suất 68 cc lòng của nó là 45 mm. Làm con này thì máy riêng máy này thì có thể kéo cho anh em cắt uh, khoảng tầm lam 70 đủ lại nhá. Anh em ráp lam 70 đổ về thì con này kéo được. Rồi còn theo máy của nó lam con này là 55 cm, xích là xích 34 mắt. Con này sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn này. Anh em thấy chưa? Con này thiết kế này rất là vừa phải và phụ tùng con này rất là nhiều, đến nữa sửa chữa phụ tùng cực kỳ nhiều nhá, không cần phải lo nhá. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này công suất to cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng khai thác đây anh em bán giá vừa phải nhắm 1 triệu 6 bao ship cho anh em luôn nha ai chặt tét nổ cho anh em nghe qua đóng cái lè lại cho nó lên sang cái đã 2, con này H2 giá 1 triệu 6 Con này thì to để cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng khai thác anh em nhé Đó nếu mà anh em nào mà trong gia đình nhà mình kinh tế hạn hẹp Thì có thể lựa hai con máy này thì anh em về sử dụng anh em Bán cực kỳ nhiều rồi chứ không phải là chưa bán con nào nha Và khách người ta sử dụng phản hồi rất là tốt Nên là cửa hàng chúng em mới dám cầm lên đây để giới thiệu cho anh em đấy ạ Rồi con H3 này là một con máy cưa xích hàng mini Nhưng mà con này thì nó là hàng Nhật Bãi anh em nhé Hàng này thì hàng Nhật Bãi và dòng này thì nó là hàng mà đã có người ở bên Nhật người ta sử dụng rồi Và dòng này nó là dòng cũ của Nhật, nhập về anh em nha Chứ không phải là hàng cũ mà người Việt Nam mình sử dụng đâu ạ Con này thì hàng mini cho anh em về sử dụng để um, cắt tỉa cành, tỉa nhánh này Giá của nó là 1 triệu 8 anh em nha Con này thì công suất 33cc, đường kính chai bít tông của con này là 38mm Lam con này thì nó dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 sử dụng là xay xích mini Bán trên thị trường cũng cực kỳ nhiều, có núm song phụ đầy đủ này đó, anh em nếu mà thích hàng chất lượng đây thì con này thì nó là hàng của Nhật luôn nha anh em nhá. Đó, thương hiệu Tananka công suất 33cc, hàng cưa mini cho anh em. Đó, máy móc đây. Liền mạch cho anh em nhá, tình trạng khá là đẹp. Tem thì con này thì nó có mấy phần nó bong chóc rồi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nha anh em nhá. Đây chữ Tananka đây. Tananka. Anh em nhìn chưa? Đó, con này thì về phù hợp cho anh em cắt gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhá sẽ test nổ cho anh em nghe qua này Đó, máy nổ rất là êm nha và con này thì nó đang nổ ngon lành rồi anh em thì về chỉ việc đổ xăng và là xài thôi à, rồi qua con H4 là một con máy cưa con này thì nó là dòng hệ cưa tay dài cho anh em về sử dụng gia đình nhá sử dụng gia đình cắt những cái gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đủ lại anh em nào mà sử dụng ít thì lấy con này nó rất là nhẹ nhàng cho anh em hoặc là anh em nào mà hay đi làm vườn làm rẫy đấy ạ Nói chung là sách để leo đồi leo núi rồi linh tinh đấy thì cần một chiếc máy cưa xích mà cân khoảng tầm 4 kg thì con này là phù hợp nhá dòng này thì nó là hàng của nhật bãi này made in japan anh em nha con này thì cũng là đến từ nhà tananka luôn giá là một triệu chín thiết kế dạng tay dài cho anh em để một tay cầm ở đây một tay để bóp gạ đó con này thì công suất là 33 cc đường kính chai bít tông cũng là 38 mm về phù hợp cho anh em cắt những cung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại anh em về cắt củ nấu rượu đồ linh tinh thì cũng rất là hợp lý nha làm con này thì nó dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em đây, quay tổng thể cây máy máy móc thì vỏ viết liền Máy không có bể vỡ nứt nát gì cả anh em nha anh em nhìn chưa đó, tình trạng cũng khá là mới khá là đẹp lam của nó đây chưa hề bong chóng nước sơn nhá đó rồi ờ, ra tiết nổi cho anh em nghe qua này giá là 1 triệu chín anh em nha Anh em nào mà cần một chiếc máy cơ xích hàng đẹp đẹp đây Thì về phù hợp cắt những cô đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại nha Rồi qua con H5 là một con máy cưa cũng dạng mini tiếp cũng là thiết kế dạng tay dài cho anh em về cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Nhưng mà dòng này thì nó là hàng Nhật bãi nhưng mà đến từ nhà thương hiệu Maruyama và bán bằng cho anh em cũng 1 triệu chín luôn. Anh em nào lấy con H4 cũng được, lấy con H5 cũng đều như nhau nha cũng con núm bơm xăng phụ đầy đủ này lam của nó cũng là 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 sử dụng là xài xích mini có thắng xích khóa xích sử dụng nhá con này thì có thắng xích khóa xích này đó công suất 33 cc đường kính trên bít tông 38 ly đó cũng thiết kế dạng tay dài một tay thì để đây để cho anh em bóp ga và một tay cầm ở đây để cho anh em nắm để cầm nó thoải mái nhé nhẹ nhàng cân nặng khoảng 4 kg rồi anh em thì về cầm đi làm vừa làm rẫy đồ linh tinh nhé hoặc là sách đi thì nó rất là nhẹ nhàng và hợp lý cho anh em và dòng nhật này thì nó cực kỳ bền nha và con này thì phụ tùng đến nữa sửa chữa rất là nhiều Đó anh em thấy không? H5 nha, giá 1 ,9 triệu 9 luôn. Maruyama MC330 này. Rồi qua con H6, H7, H8, H9 này là những con máy để cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Nói chung là anh em về sử dụng gia đình nha nhưng mà với cái tần suất sử dụng nhiều thì anh em lựa cho em bốn con máy này nha anh em nhá. Rồi đầu tiên là con H6 này. Con này thì nó là máy cưa hệ nóng đứng Echo Curit V3002 công suất 34cc, nóng 38 ly, giá bán 2 triệu 450 thôi. Quá rẻ luôn anh em nhá, bán rẻ nhất cái vĩnh Bắc Bộ luôn. Con này thì lam này phần mặt cắt là được hình như là 30 còn tổng thể độ dài là 35 phân nha. Còn uh, xích sử dụng xích chung 91 này. Đó, có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Cái này là cái thắng xích này. Đó, anh em thấy không? Đây sử dụng hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 nha. Đó, con này thì nói chung là hàng nòng đứng cho anh em, anh em nào thích hệ máy nòng đứng đây. Đấy cái nòng của nó nó nằm đứng ở bên trên này, cái nòng đứng đây nó giúp cho anh em cái vòng tua nó sẽ cao hơn. Về cắt những khu cố đường kính khoảng tầm 25 cm đủ lại nha, nhưng mà với cái tần suất anh em sử dụng nhiều thì lấy con này nó rất cực bền nha anh em nhá. Rồi qua con H7 này là một con máy cưa nồi đồng cối đá Tại sao em nói là nồi đồng cối đá Bởi vì cái con này nhé Nó là đến từ nhà thương hiệu qua Mà anh em nào mà sử dụng qua cái thương hiệu qua rồi Thì có lẽ không còn xa lạ đến nữa rồi Bởi vì nó sử dụng cái thứ nhất là lốc hợp kim nhôm Lốc hợp kim nhôm Đấy, Cái thứ hai là nó sẽ rất ít chức năng Bởi vì nó con này nó chẳng thiết kế cái chức năng gì để cho nó nhanh hỏng ạ à. Nó đều sử dụng là những cái chức năng cơ bản Giống như gọi là chụp giật cơ này không có thắng xích khóa xích sử dụng này không có núm xăng phụ này nhưng mà đặc biệt cái là con này nó cực kỳ bền cho anh em luôn chỉ cần kéo le ra giật mấy cái là nó sẽ lên xăng đóng le vào là giật nó sẽ nổ nha và nó sử dụng lốc hợp kim nhôm thì nó sẽ giúp cho anh em cái độ bền bỉ của nó rất là cao anh em sử dụng một ngày làm tám chín tiếng liên tục thì những cái con máy lốc hợp kim nhôm này này nó sẽ cực kỳ chịu nhiệt được tốt đó con này thì lam của nó là dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 nha thương hiệu xin đây qua e 303 đó, con này giá bán 2 triệu 6, máy móc liền mạch không có bể vỡ gì cả, sử dụng hai ốc chân lam nha. Lòng 38 ly cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại nhá. <laughs> hết xăng mất rồi anh em này đó còn mỗi một tí nó không đủ xăng để nổ anh em nhá nói chung con này thì máy móc thì cả chúng em này đã cho nổ ngon lành hết rồi anh em nào mà cần thì muốn test nổ lại thì em sẽ gửi video test nổ riêng cho anh em nhưng mà cam đoan cho anh em là tới anh em sử dụng là rất là ngon lành nhá đó đang quay video nó lại bị hết xăng trong máy quên không kiểm tra nha Uh, qua con H8 này H8 là một con máy cưa cũng đến từ nhà thương hiệu Shin luôn nhưng mà con này thì công suất nó to hơn cái con H7 một tí xíu đó con này thì nó nào công suất 36 cc và đặc biệt con này thì nó tích hợp chụp giật trợ lực này Đấy, chụp giật trợ lực này lốc hợp kim nhôm này khá đẹp luôn nhá làm còn chữ Shindaiwa luôn làm con này thì nó dài 45 cm phần mặt cắt còn lại là 40 giá bán 2 triệu 8 anh em nha con này thì nó là hàng đời mới hàng đời mới có tích hợp chụp giật trợ lực Đấy, Lam sử dụng ốc Lam hai ốc Lam này và trực tiếp vào khóa 13 này. Đó. Vòng tua cao nòng 38 ly anh em nha, công suất 36 cc. Con này thì vòng tua cao lắm. <laughs> nổ đã chưa Cái con này thì nó thiết kế vòng tua rất là cao Nên là nổ nó cực kỳ rét máy luôn anh em Anh em ép thì hợp lý luôn anh em Về sử dụng gia đình thì quá là chuyên nghiệp luôn nha Con lốc hợp kim nhôm này cực kỳ bền rồi Đây, Made in này Đấy, anh em lấy con này ấy riêng ấy Nếu mà anh em là có kinh phí anh em lấy con này giúp em Sử dụng bao cho anh em ấy là không bao giờ có hối hận luôn Anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp thì khá là ok luôn nha Vòng tua khỏe anh em vừa nghe tiếng máy là biết rồi đúng không phụ tùng thay thế rất là dễ dàng và dòng này nó rất là khó hỏng anh em bởi vì cái, các bác ở dưới ngã miền tây có lẽ ưa chuộng một cái dòng này nhất nhất rồi rồi cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa cs tin ms một bảy c hàng siêu tầm nha anh em nhá hàng siêu tầm hàng siêu tầm hàng đẹp vip nhưng mà bán giá này bằng máy xấu máy đẹp bán giá bằng máy xấu đây s tin ms một bảy c con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực này dòng này thì nó là dòng một bảy c hệ đề mới anh em nha giá bán ba triệu ba hàng này thì hàng bãi đấy ạ đó, sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp một khóa 19 này. Con này thì công suất 32 cc, nòng của nó là 37 mm. ml. anh em nhìn thấy chưa? Bô phần mặt tiền của nó đây. Con này thì lam dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha, sử dụng là xay xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện đấy ạ. Mà anh em nhìn tình trạng con máy này, cực kỳ mới luôn đúng không? Quá đẹp đúng không? Không có điểm gì chê nữa rồi. Anh em nào cái dòng này thì thật sự là em không cần phải giới thiệu nhiều bởi vì anh em nào am hiểu về dòng máy cưa có lẽ là không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi bởi vì thương hiệu này nó là tốt đầu rồi anh em nhé Oh, sử dụng cực kỳ ngon luôn anh em nha ST MS170C máy móc nổ rất là êm Rồi và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 9 con máy cơ xích Anh em ưng con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhé Chỉ cần đọc cho em cái mã là như kiểu là H mấy H mấy là được anh em nha Và trong này thì em đã báo giá cho anh em công khai rồi Nên là anh em tham khảo giá thoải mái anh em nha Thật sự ưng con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng đó và để lại cho em thông tin địa chỉ là được bên em thì có giao hàng toàn quốc luôn anh em nhé xin chào toàn thể anh em